Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với siêu thị Hàn Quốc Korea Shop 24 giờ. Và mình là Kiều Anh, người sẽ đồng hành chia sẻ những thông tin vô cùng bổ ích tới cho các bạn. Và trong video ngày hôm nay, Kiều Anh sẽ giới thiệu tới các bạn công dụng của dòng sản phẩm nước ép tỏi đen Cang hoa đến từ Hàn Quốc trong việc là hỗ trợ ngăn ngừa cảm lạnh cũng như là uh, giúp cho hệ miễn dịch của chúng ta được khỏe mạnh hơn thưa các bạn chúng ta thì đều biết rằng tỏi đen là một trong những loại tỏi được xem là thần dược có công dụng là cung cấp nhiều dưỡng chất cần thiết cho cơ thể thậm chí là tỏi đen còn được biết đến là một trong những dòng sản phẩm có hợp chất là ngăn ngừa ung thư đồng thời là hỗ trợ điều trị ung thư hiệu quả đúng không ạ và hiểu được điều này thì các nhà sản xuất tại Hàn Quốc đã cho ra đời dòng sản phẩm nước ép tỏi đen cang hoa như bên cạnh kiểu anh đây và đây là một trong những dòng sản phẩm đang được rất nhiều người sử dụng và trong đó có thể kể đến công dụng của nó đó chính là tăng cường hệ miễn dịch cũng như là ngăn ngừa cảm cúm cảm lạnh nếu như các bạn đang thắc mắc rằng tại sao dòng sản phẩm nước ép tỏi đen cang hoa này lại có công dụng hỗ trợ ngăn ngừa cảm cúm cảm lạnh kiểu anh sẽ giải thích như sau trong nước ép tỏi đen hay trong tỏi đen có chứa một hợp chất có tên là aliin khi đi vào trong cơ thể aliin biến thành alisin alisin chứa lưu huỳnh cho tỏi mùi và hương vị đặc biệt của nó alisin còn giúp cho cơ thể được khỏe mạnh hơn đồng thời tăng cường chức năng miễn dịch trong cơ thể cũng như giúp cơ thể được khỏe mạnh hơn những hợp chất này đã được chứng minh là làm tăng phản ứng bệnh của một số loại tế bào bạch cầu trong cơ thể khi chúng gặp phải virus chẳng hạn như virus gây cảm cúm thông thường và từ đó thì cũng giúp cho là chúng ta có thể là ngăn chặn được căn bệnh cảm lạnh hay là cảm cúm Và đó cũng chính là lý do vì sao dòng sản phẩm nước ép tỏi đen cao hoa này Được xem như là một trong những thần dược giúp tăng cường sức miễn dịch của cơ thể Đồng thời là ngăn chặn cảm cúm, cảm lạnh vô cùng hiệu quả Và với một sản phẩm tuyệt vời như tỏi đen Thì thay vì chúng ta trực tiếp nhai cả củ Thì việc chúng ta sử dụng nước ép tỏi đen cao hoa như thế này Thì nó sẽ mang lại những lợi ích bất ngờ hơn Đó chính là cơ thể của chúng ta hấp thu được tốt hơn, đồng thời mang lại hiệu quả cao hơn, cũng như là các dưỡng chất sẽ đi sâu vào cơ thể một cách nhanh hơn. Vâng, với cách sử dụng như vậy thì kiểu anh tin chắc rằng chỉ trong một thời gian ngắn thôi, các bạn sẽ cải thiện được tình trạng sức đề kháng của mình, đồng thời là ngăn chặn được tình trạng mà chúng ta thường xuyên bị cảm cúm hay là cảm lạnh. Và để mua được dòng sản phẩm tốt cũng như là chất lượng thì các bạn hãy nhớ cho Kiều Anh đó chính là chúng ta nên mua tại siêu thị Hàn Quốc Korea Shop 24 giờ bằng cách là liên hệ qua số điện thoại dưới đây 0904 363 985 để được tư vấn miễn phí. Hoặc các bạn cũng có thể nhấn vào đường link ngay dưới video này để truy cập vào website koreashop24h.com đặt hàng sản phẩm. Và cuối cùng, các bạn có thể đến trực tiếp cửa hàng của chúng tôi tại Hà Nội để nhận được nhiều ưu đãi hơn, nhiều tư vấn hơn dành riêng cho dòng sản phẩm nước ép tỏi đen cao hoa đến từ Hàn Quốc. Và hy vọng với những thông tin Kiều Anh chia sẻ trong video ngày hôm nay thì đã mang đến cho các bạn những kiến thức bổ ích. Kiều Anh xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong những video lần sau.